Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 12 năm 1987, Quốc hội ban hành luật đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Đây được coi là bước đi chiến lược, kịp thời và thông minh khi Việt Nam bắt đầu chính sách đổi mới chỉ trước đó một năm, năm 1986. Nhìn lại 30 năm, những thành quả của đổi mới, trong đó có đóng góp của đầu tư nước ngoài thật to lớn. Đã có nhiều thay đổi và điều chỉnh trong luật đầu tư trong suốt 30 năm qua để bắt kịp với xu thế phát triển. Những thành tựu ấn tượng từ khi có luật đầu tư là gì? Còn những tồn tại và vướng mắc gì cho doanh nghiệp trong các thủ tục đầu tư? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Luật đầu tư nhìn lại 30 năm. Quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, kể từ khi chính thức ra đời ở Việt Nam, đến nay đã được 30 năm, luật đầu tư mà trước đây được gọi là luật đầu tư nước ngoài đã có những bước đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và của nền kinh tế đất nước. Rõ ràng đã có rất nhiều thành tựu gắn với sự ra đời và thực tế triển khai luật đầu tư. Kính mời quý vị đến với phóng sự tổng hợp sau để thấy được những đóng góp ấn tượng của luật đầu tư trong suốt 30 năm qua. Luật đầu tư tạo nền tảng cho đầu tư nước ngoài đã có những đóng góp tích cực và ấn tượng trên nhiều mặt trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế xã hội theo từng thời kỳ phát triển của đất nước. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, cả nước có 24.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 318,72 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện là 172,35 tỷ đô la Mỹ. Với nền tảng là luật đầu tư, các mặt đóng góp của đầu tư nước ngoài được thể hiện ở 6 mặt sau. Thứ nhất, đầu tư nước ngoài đã góp nguồn vốn rất quan trọng cho tăng trưởng và xuất khẩu. Vốn FDI chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội. Mặc dù vẫn được ưu tiên trong tiếp cận đất đai, tiền thuê đất, miễn giảm thuế, song đóng góp thu ngân sách của khu vực FDI không hề thua kém các doanh nghiệp trong nước. Năm 2017, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xuất khẩu 155,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72,6% kim ngạch xuất khẩu, xuất siêu gần 30 tỷ đô la Mỹ, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ nhập siêu. Thứ hai, đầu tư nước ngoài đã đóng góp quan trọng trong việc giải quyết lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một nhân tố cơ bản cho hội nhập và phát triển. Thứ ba, đầu tư nước ngoài đã trực tiếp và gián tiếp đóng góp chuyển giao và phát triển công nghệ, tham gia và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ tư, đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng, thúc đẩy và làm cho hội nhập có chiều sâu hơn. Hội nhập và đầu tư nước ngoài là hai mặt tương hỗ, kết quả hội nhập cũng thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư nước ngoài và ngược lại. Nói đến các hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, biểu tượng của hội nhập, không thể không nhắc đến đầu tư nước ngoài. Thứ năm, đầu tư nước ngoài và hội nhập đã là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Qua 30 năm đổi mới và hội nhập, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam đã có những phát triển ấn tượng. Hệ thống đường bộ, đường thủy, đường hàng không với các cảng biển và sân bay hiện đại, tầm cỡ khu vực đã được xây dựng, đáp ứng nhu cầu giao thương, đầu tư phát triển đất nước. Cuối cùng, đầu tư nước ngoài đã tạo tác động lan tỏa tới các doanh nghiệp trong nước. Nhiều doanh nghiệp Việt đã hưởng lợi trực tiếp khi cùng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp FDI, tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Thì họ có những cái lợi thế từ việc thay đổi chính sách, thay đổi pháp luật thời gian vừa rồi. Lợi thế rõ ràng từ việc gia nhập thị trường, lợi thế về các điều kiện cạnh tranh, rồi lợi thế về việc gia nhập hội nhập quốc tế. Cái tác động của cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư là tác động rất lớn một cách tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp nói riêng cũng như cho toàn xã hội nói chung. Cái tác động lớn nhất đối với doanh nghiệp ở đây là tác động về mặt tâm lý. Tức là tâm lý là dư luận đã tạo ra cho cộng đồng doanh nghiệp những cái tích mặt tích cực của luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Kể từ năm 1987, luật đầu tư nước ngoài, từ năm 2005 là luật đầu tư chung, qua 6 lần sửa đổi và bổ sung đã trở thành một bộ luật khá hoàn chỉnh và tiên tiến, được các chuyên gia trong nước và nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI đánh giá cao.
các lần thay đổi của bộ luật này luôn bám sát mục tiêu thu hút đầu tư và những phát sinh từ thực tiễn trong quá trình thu hút, quản lý đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, với lần sửa đổi mới nhất, luật đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, được coi là một cuộc cách mạng về thể chế. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015. Tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1%. Trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường. Để đạt được cái thành tích như vậy thì tôi cho rằng có rất là nhiều những nguyên nhân. Tuy nhiên xét về cái khía cạnh về môi trường kinh doanh thì có thể thấy rằng những cái kết quả này là xuất phát từ cái việc chúng ta đã thực hiện triển khai hết sức là quyết liệt những cái quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư, với những cái quy định hết sức là thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà khi gia nhập hoạt động trong thị trường. Cái nguyên nhân thứ hai tôi cho rằng cũng hết sức căn bản, đó là cái sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh, nâng cao, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các cái giải pháp trong nghị quyết 19, nghị quyết 35. Cùng với đó, luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 được xây dựng với tinh thần cải cách mạnh mẽ, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặt yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, công khai thông tin, bảo vệ cổ đông. Tư duy cải cách trên đã thực sự khích lệ tinh thần khởi nghiệp, tạo một làn sóng thành lập doanh nghiệp nửa cuối năm 2015 và duy trì đà tăng cho đến nay. Việc luật đầu tư năm 2014 công khai được danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sau đó rút xuống còn 243 ngành nghề đã trở thành một bước tiến đáng kể hơn cả trong việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch. Cho rằng đây là vấn đề mà lâu nay là các doanh nghiệp cũng như là công luận cũng quan tâm, đó là cái vấn đề là kinh doanh có điều kiện, phải không? Thì đây là chúng ta cứ thấy là hình như là giấy phép con rồi giấy phép cháu như dân này kia, thì nhà nước của chúng ta có một cái chủ trương hết sức là rõ ràng. Từ khi thông qua cái luật đầu tư vừa rồi, phải không, mới thì chúng ta cũng thấy là đã cố gắng hết sức để mà bớt đi, nhưng mà cái phụ luật kèm theo cái luật đầu tư sau đó cũng vẫn có ý kiến nói rằng nhiều quá nhân dân này kia, rồi đề nghị bớt, rồi đề nghị xem lại, có cái thì thêm, có cái thì bớt, cái cần phải còn cái không cần thì thôi bỏ ra. Cho nên kỳ này cũng là tôi cho rằng nếu dùng một khái niệm bình thường đó là gạn đục khơi trong, ở trong này mình coi cái gì cần thì mình là giữ lại, và cái gì cần mà chưa có thì mình bổ sung, còn cái gì trong đó có mà thấy không có phù hợp, không có cần thiết thì mình bỏ ra. Như vậy, tâm lý nhà đầu tư và cách đánh giá của họ đối với tiềm năng của thị trường đã tích cực hơn kể từ khi luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 đi vào cuộc sống. Cùng với những thông điệp mạnh mẽ của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua. Tất cả những yếu tố trên đã góp phần khởi sắc môi trường kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng. Như quý vị vừa theo dõi phóng sự thì đã có những thống kê rõ ràng về tình hình doanh nghiệp trong suốt những năm qua, nhất là kể từ sau khi luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải là không còn những vướng mắc và tồn tại cần khắc phục. Kính mời quý vị đến với phóng sự tiếp theo. Không thể phủ nhận những đóng góp của đầu tư nước ngoài trong 30 năm qua là rất to lớn và ấn tượng. Song để đạt được mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng và hiệu quả, đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững, cần chỉ ra những bất cập,
những câu hỏi lớn cần phải giải đáp. Những hiện tượng trốn thuế, chuyển giá của một số doanh nghiệp là những con sâu mà lâu nay chúng ta chưa thể loại trừ triệt đề. Những dự án gây ô nhiễm môi trường đã là những bài học cảnh tỉnh rất đắt giá cho chúng ta. Còn nữa, những dự án công nghệ rác, công nghệ lạc hậu vẫn tìm cách thâm nhập vào Việt Nam để lại những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển bền vững. Những vi phạm và tranh chấp lao động đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Hoặc nếu chỉ tính đến nền tảng pháp lý, thì luật đầu tư năm 2014 vốn được coi là cuộc cách mạng về thể chế thì vẫn tồn tại nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Ngoài những mặt mạnh về việc giảm tải một số thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí tuân thủ một số thủ tục v.v. cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp và thậm chí là các cơ quan quản lý nhà nước vẫn có những vướng mắc nhất định trong quá trình thực thi luật. Và rõ ràng, những người làm luật thì nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính trong luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, nỗ lực này liệu có thể hiện thực hóa được hay không khi mà vấn đề điều kiện kinh doanh và giấy phép con vẫn đang là nỗi bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp? Tỉnh cũng có rất nhiều bộ mà theo quan sát của tôi thì chưa nhìn thấy. Tức là chưa nhìn thấy, có thể họ đã nỗ lực nhưng họ không nói ra ngoài. Nhưng mà theo tôi nhìn thấy là chưa thấy có những cái nỗ lực thực sự trong việc triển khai thực hiện luật, đầy đủ luật doanh nghiệp và luật đầu tư theo đúng như những cái tinh thần cải cách mà Quốc hội đã thông qua. Một trong những cái quy định của luật đầu tư là cấm cái việc mà ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh trái thẩm quyền, có nghĩa là các bộ, các cái ủy ban nhân dân là không được ban hành các cái điều kiện kinh doanh dưới hình thức là thông tư hay là các quyết định của ủy ban nhân dân, thì vẫn có một số bộ vẫn tiếp tục dự thảo các cái thông tư và thậm chí đã ban hành luôn cả những cái thông tư mà quy định về điều kiện kinh doanh. Tôi cho rằng cái tinh thần của hai luật này đã rất thông thoáng, đã cởi mở và đã tạo cho doanh nghiệp một cái khí thế khởi nghiệp, khí thế kinh doanh là một cách tích cực. Tuy nhiên, để mà đi vào đời sống và để thống nhất được các cái văn bản dưới luật nữa, thì tôi cho rằng chính phủ và Quốc hội cũng phải cần tập trung rà soát, yêu cầu các bộ ban ngành liên quan phải rà soát những cái điều kiện kinh doanh, những cái về thủ tục trình tự để thống nhất rằng là phải áp dụng theo quy trình thủ tục của luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Cái vấn đề ảnh hưởng nhất và khó khăn nhất cho doanh nghiệp bây giờ là đúng là nó vướng mắc vào những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đấy, khi mà ngành nghề kinh doanh có điều kiện có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngoài là khi mà kinh doanh cái lĩnh vực đó thì ông phải tuân thủ các điều kiện và ông lại phải xin các loại giấy phép con cho cái việc này. Đấy, thì để xin giấy phép con thì rất chi là gian nan đối với doanh nghiệp, thực tế là như vậy. Đầu tư năm 14 thì đã có nhiều cái quy định mang chất là cải cách rất là tốt cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên là tôi nhìn nhận ở góc độ tức là có thể luật cũng đã thay đổi tương đối nhanh, tương đối nhiều. Tuy nhiên là nhìn nhận có đầy đủ khách quan thì có thể nói là chính con người là thay đổi chậm so với luật. Tôi nói cụ thể là cái bộ máy thực thi thì đó là cái mà chúng ta chính phủ đã nhìn nhận rất là rõ rồi, là chính phủ đang cố gắng là trở thành một chính phủ kiến tạo, chính phủ xây dựng. Đó là một cái tôi nghĩ là cách nhìn nhận rất tiếp cận rất là đúng. Vì chỉ khi mà con người có sự tích cực, cán bộ có sự tích cực trong đó thì các cái quy định, các cái chế định mới được chuyển hóa và thực tiễn trong cuộc sống. Chi phí tuân thủ pháp luật, chi phí làm các thủ tục hành chính, thuế, phí, lệ phí thì còn cao trong cơ cấu chi phí chung của doanh nghiệp. Một số quy định về thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, thậm chí không thực sự cần thiết, làm gia tăng thời gian và chi phí chính thức của doanh nghiệp. Về chi phí không chính thức, đối với tiệm cận các dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, đăng ký thương hiệu, khai báo, thuế, hải quan, v.v., những chi phí này đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đối với các khoản chi phí cho việc tiếp cận dịch vụ công như xin cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đấu thầu, đánh giá tác động môi trường, tiếp cận vốn ngân hàng chưa thấy có sự cải thiện. Ngoài ra, trong các lĩnh vực doanh nghiệp thường xuyên bị kiểm tra, thanh tra như chấp hành pháp luật thuế, lao động, môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp phải tiếp tục chi các khoản chi không chính thức, tình hình này cũng chưa thấy có sự cải thiện. Chi phí chính thức và không chính thức còn cao, như đã nói ở trên, dẫn đến giá thành sản phẩm cao, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Hoặc, mặc dù đã định danh được 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hàng nghìn điều kiện kinh doanh đi kèm, tuy nhiên, đây mới chỉ là những điều kiện kinh doanh trực tiếp ở bề nổi. Vẫn còn hàng nghìn điều kiện kinh doanh được biến thiên dưới dạng điều kiện kinh doanh cha, con, cháu.
Rõ ràng, tất cả những điều kiện kinh doanh như vậy đang tồn tại như tảng băng chìm, khiến doanh nghiệp rất tốn kém thời gian và chi phí. Và những rủi ro pháp lý lại đẩy doanh nghiệp phải gánh thêm một mối lo, đó là gánh nặng thời gian và chi phí, mà đáng lẽ nó hoàn toàn có thể tránh được. Thì chúng tôi rà soát ban đầu chúng tôi thấy là các quy định của điều kiện kinh doanh tạo ra 5 nguy cơ. Và 5 nguy cơ này là 5 cái mối đe dọa đến cái gọi là tái đề án tái cơ cấu và cải cách kinh tế của chúng ta là gì ạ? Phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự sáng tạo. Thì điều kiện kinh doanh nó có 5 cái nguy cơ, nó tác động trực tiếp đến 3 cái thứ chúng ta muốn thúc đẩy. Cái thứ nhất là nó có nguy cơ tạo ra rủi ro cho kinh doanh rất lớn. Cái thứ hai là nó hạn chế cái sự sáng tạo của doanh nghiệp và kinh doanh theo chuỗi, tức là chuyên nghiệp hóa. Cái thứ ba là nó có tác động bất lợi đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ tư là nó tạo ra nguy cơ hạn chế cạnh tranh. Và thứ năm là nó tạo gia tăng cái chi phí. Với quyết tâm của chính phủ đổi mới, kiến tạo và hành động, chúng ta đang có rất nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và minh bạch hơn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động và phát triển. Và hy vọng với những quyết tâm và hành động từ chính phủ, từ các bộ ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, luật đầu tư sẽ ngày càng được kiện toàn và trở thành một nền tảng pháp lý chuẩn hơn cho doanh nghiệp. Và phần cuối của chương trình như thường lệ là mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Hoàng Trọng Nghĩa ở quận Tây Hồ, Hà Nội có gọi điện về chương trình và hỏi: công ty tôi có người đại diện theo pháp luật là sếp nước ngoài và người này thì không cư trú tại Việt Nam. Một năm ông ấy chỉ ở Việt Nam có 1-2 lần và mỗi lần thì kéo dài thời gian là ngắn. Vậy ở tại Việt Nam thì ông ấy có ủy quyền cho một chị giám đốc để thay mặt mình ký các hợp đồng kinh tế và hợp đồng lao động v.v. Tuy nhiên, gần đây theo tham khảo luật doanh nghiệp năm 2014 thì chúng tôi có nhận thấy luật có quy định là người đại diện theo pháp luật của công ty bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp chúng tôi là chúng tôi phải có phương án điều chỉnh như thế nào để phù hợp với luật đấy ạ? Bộ luật sư ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 13 luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như sau. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong trường hợp người đó xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Như vậy, căn cứ vào các cái thông tin bạn đưa ra trong câu hỏi thì chúng tôi xin đưa ra cho bạn các cái phương án phù hợp. Một là bạn có thể, doanh nghiệp của bạn sẽ có thể đăng ký bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật thứ hai. Thì như vậy, bởi vì cái sếp người nước ngoài của bạn không thường xuyên cư trú tại Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là cái sự làm việc đối với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy trong trường hợp này bạn cần bổ sung thêm cái người đại diện theo pháp luật thứ hai và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động của doanh nghiệp được tốt hơn và đúng theo quy định của pháp luật. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.